Xin mến chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện tới đây quay phim lúc sư cùng với các anh ở trong cái đội mà để cặm cầu, cặm trụ cầu đó. Thì cái phần này là máy, cái cô bé cặm trụ ở đây. Thì Thiện quay những hình ảnh này để gửi đến cho tất cả mọi người xem. Thì cũng chuẩn bị khoảng cỡ hơn 10 ngày nữa thì cái cầu này sẽ tiến hành làm và hoàn thiện luôn. Thì một vài hình ảnh Thiện quay phim lúc cùng với sư đây để cầm cây cầu bắc ngang của chùa Nha Si mới, xã Vĩnh Thạnh, huyện Dòng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Hiện tại sư đang căng dây để định vị cái hướng của cái cầu. Thì vẫn giữ nguyên cái vị trí cũ nhưng mà làm nó chách về phía bên kia một tí xíu để cho cây cầu nó được suông hơn, có cái độ dốc hơn. Còn cái cầu trước kia thì làm nó ngang, thành ra cái dốc nó hơi cậm xuống. Này giăng dây thì cầm theo cái hướng của dây giăng đó để cho cây cầu nó được thẳng. Đây những cái cây trụ mà khi mà được đổ, do thời gian cũng gấp rút cho nên nó hơn nửa tháng thì mình cũng cậm luôn. Tại vì trước kia thì khi mà đổ bê tông thì cũng đổ rất là cao cái mát, cho nên cậm này nó không ảnh hưởng vấn đề gì tới cái độ ổn định của bê tông. Gấp những cái trụ bỏ xuống với cái chẹt rồi mới cậm. Cái trụ này rất là chất lượng, nó dài mà tới 25 cm vuông.
hết, lăn ra hết. Kiếm dây điện đang cắt cái đó đó, đang hỏi cho người ta cầm xỉa này luôn. Đó kìa. Mà chưa có cái lưỡi nha. Rồi thôi, đây đây. 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 Đây.
Hà Sư ơi, Lên đi. hôm nay con tới đây quay phim là lúc sư cùng với mấy anh đây cặm cầu số 3, cầu ngang chùa Nha Si mới. Thì con cũng tiếp tục gửi thêm cái phần tiền đợt 2 cho sư là 60 triệu hả sư? Này tương đương cái số tiền 2.600 đô đó, con gửi cho sư bằng tiền đô ha, rồi sư đổi ra tiền Việt giúp con nha. Rồi. Này cũng là phần của cô Tịnh gửi cho sư. Sư cũng xin chân thành cảm ơn làng, thứ nhất là gia đình của cô Tịnh và cùng với anh em. Sư cũng có thấy cái một số nhưng mà chưa số trong cái Zalo của Thiện gửi cho sư đó, thì sư cũng chưa có nhớ tên hết, chỉ chưa mới có coi sơ qua đang tính làm cái bảng. Dạ. Như vậy sư cũng xin chân thành là cảm ơn là tất cả là anh em là trong gia đình và con cháu. Cái thứ hai nữa là cái Mạnh Thường Quân nếu có hỗ trợ Hùng Phước để xây dựng cái cầu hôm nay, thì ở dòng riềng ở phía sau chùa Nga Si mới, xin bây giờ hôm nay sư cũng có nhận một số tiền mà của Lý Thiện đã gửi cho sư. Vậy sư cũng xin chân thành là cảm ơn gia đình và Mạnh Thường Quân hỗ trợ, và nhất là gia đình của cô Tịnh và anh em và con cháu. Xin hồi hướng phúc báo đưa đến ông bà, cha mẹ của quyền, các tổ nội ngoại hai bên còn sống hay đã qua giảng đi rồi, xin cho hưởng được phước báo mà con cháu làm trong lúc hiện tại đây. Cầu xin cho nặng kết quả đến những người đã quá giảng. Và sau cùng cầu chúc cho gia đình hưởng được năm pháp của Đức Phật là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ và ba tài sản. Một là sự sanh cải trên thế gian, hai là sự sanh cải trên thiên đàng, ba là sự sanh cải trên đất bàn. Khỏi ba điều này, gia đình con cháu anh em có chấp tay cầu nguyện như thế nào đi nữa, ngoài ý nguyện nêu trên, cầu xin cho được tận nguyện như muốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và mô Phật ngài xin chân thành cảm ơn. Dạ. Gia đình của cô Tịnh là và anh em và con cháu và Mạnh Thường Quân là chúc cho gia đình sang năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc thành đạt trong cuộc sống. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin cầu chúc cho sư được nhiều sức khỏe cùng với anh em mấy chú ở đây cũng được nhiều sức khỏe để cố gắng giúp đỡ cho bà con ở khắp nơi có được những cái cầu chắc chắn và an toàn trong những cái thời gian sắp tới. Con cũng hy vọng là năm sau sẽ cùng với sư làm nhiều cái cầu hơn nữa để giúp đỡ cho bà con có được cái cầu đi qua đi lại được thuận tiện hơn. Một lần nữa con cảm ơn sư rất nhiều nha sư. Dạ. Cảm ơn Thiện. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ.